Có được không? Sao? Ngượng điều này. Ừ, con làm nữa đi, làm mạnh lên cho nó rụng ra. Cho cái răng đấy rụng luôn. Nữa. Con phải bập bênh như này nè. Con phải kéo ra, đẩy vào, đúng rồi. Được không? Đưa mình xem nào. Ngừng ngừng mà lên như này này. Ê, cho nó rụng lên này. Đi Này nhìn này, nhìn mẹ làm này, xong xong nhìn mẹ làm này đấy, xong làm đi, làm cho dấu đi, được không? Khác anh nhổ ra cho anh gấu á. Bác sĩ sao à? Ừ, bác sĩ sao? Không được à? Mình bị thở làm.